Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thuật Android sẽ chia sẻ với các bạn cách vừa xem phim, vừa nghe nhạc trên YouTube và vừa có thể chơi Zalo, Facebook, Snapchat, vân vân. Nào, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, các bạn sẽ download cho mình hai phần mềm, đó là OG YouTube và phần mềm thứ hai là MicroG YouTube. Link download mình đã để ở dưới video, các bạn chọn vô để download nhé. Sau khi chọn vô link download xong, nó hiện như thế này. Các bạn chọn vô tải xuống. Ở đây mình tải xuống rồi, mình chỉ việc cài đặt thôi. Các bạn chọn vô cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt xong thì các bạn chọn xong nhé, đừng chọn mở. Rồi, các bạn tiếp tục download ứng dụng thứ hai, đó là MicroG YouTube. Ở đây mình download rồi, mình chỉ việc cài đặt tiếp thôi. Vâng, sau khi cài đặt xong, các bạn chọn xong, thoát ra ngoài màn hình chính và các bạn vô cài đặt. Rồi các bạn chọn cài ứng dụng. Rồi các bạn tìm cho mình ứng dụng OG YouTube vừa cài đặt. Đây, ứng dụng OG YouTube vừa cài đặt, các bạn vô chọn vô nó. Rồi, bắt đầu mình cấp quyền cho nó. Các bạn chọn vô chữ cho phép này. Rồi các bạn cấp quyền, chọn hết. Sau khi cấp quyền xong, các bạn ấn nút mũi tên quay lại này. Ở chỗ nâng cao, các bạn chọn vô chữ vẽ lên trên các ứng dụng khác này. Các bạn chọn có này, để cho nó chạy song song cùng các ứng dụng khác. Sau khi đã hoàn thành các bước này xong, các bạn thoát ra ngoài và vô ứng dụng OG YouTube vừa cài đặt để thưởng thức các tính năng của nó thôi. Đây, mình vô ứng dụng cho các bạn xem. Mình tìm kiếm một video bất kỳ. Đây, mình chọn một video bất kỳ nhé. Đây, các bạn có thể chọn ra ngoài này. Ấn vô cái biểu tượng này này. Đấy. Đây, nó sẽ chạy ra ngoài này. Các bạn có thể vừa nghe nhạc, vừa lướt web, vừa làm bất kỳ việc gì trên máy tính điện thoại của bạn. Các bạn không thích ở cái chế độ cửa sổ này thì các bạn ấn quay lại. Rồi, các bạn chọn ở chế độ nền nhé. Chế độ nền là chế độ ở background này. Nó sẽ hiện ở đây, rất thu nhỏ. Đấy, các bạn có thể thấy rất tiện. Các bạn có thể vô Zalo này, Facebook. Đấy, vân vân. Các bạn có thể lướt web tùy các bạn. Các bạn muốn quay lại thì các bạn cũng thể ấn vào đây, hoặc các bạn tắt thì các bạn chỉ việc ấn dấu X này thôi, tùy các bạn. Vâng, thủ thuật Android vừa chia sẻ với các bạn cách vừa xem YouTube và vừa có thể chơi Zalo, Facebook, lướt web vân vân. Nếu các bạn nào không hiểu thì có thể comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn kỹ lại cho. Các bạn nhớ đăng ký kênh, share cho các bạn khác và like để ủng hộ mình nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.